RVL6290 nha các bác. Em đang giao các bác là giá cực tốt trong mùa hè để có sở hữu. Các bác nào đánh những cặp full RVL như 515 rồi các bác, hoặc là những dòng bát 40 hoặc là hai bát 30 rồi các bác, con em này cực kỳ tuyệt vời, giúp một con vang nữa hoặc là một con vợt rề để nghe nhạc hoặc là hát karaoke. Em này thì chơi full một cặp full 50 hoặc là một cặp 40 hoặc là hai cặp 30, nói chung là chơi 515 đồ sướng đó các bác. 515 là những đồ 4 số. Giao các bác là 14 triệu đã bao gồm phí ship nha, được cái em này rất là tiện. 4 cầu điện, sử dụng điện 220 240 thoát được luôn nên là không cần phải chuyển điện nha các bác. RVL6290. Đẹp keo nha các bác, tem cờ phía trên là còn nguyên nha. Tem cờ là còn nguyên. Hai tăng phô này các bác. Tản nhiệt. Máy thì cực kỳ nặng nha. Tại vì cấu hình hai tăng phô đây các bác. Bên hông cạnh bên tay phải này. Giá 14 triệu bao ship nha các bác. Con này về các bác chỉ việc giúp một con vang nữa là các bác có thể nghe karaoke gia đình, cũng có thể nghe nhạc nha. Vâng, và phía sau máy các bác sẽ còn nguyên 4 cái chân và đường tín hiệu vào là gồm có 6 ly và 3 lăng nha. Có chế độ chơi gộp này nếu các bác đánh sấp này, hay là quạt từ tản nhiệt. Hoạt động là 50-60Hz, 220-224 nha các bác. Trạm loa AB mới keng nha các bác. Và sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Máy bao zin tuyệt đối nha. Những model 6290 rất là hiếm nha các bác. Các bác nào chơi full loa JBL thì đừng nên bỏ qua cái model này. Vâng, đây là cấu hình bên trong của con 6290. Các bác sẽ thấy hai tăng phô rất là lớn và nguồn nó bọc vàng, và nó chạy sò xanh ken hai vít cực kỳ khỏe nha. Đặc trưng những dòng loa bao JBL thì những khủng thì họ hay chạy những con xanh ken hai vít rất là lớn như thế này. Mỗi cặp như thế này sẽ cho ra hai công suất max lên tới 250W nha các bác, 250W nha. Và nó chạy tới 20 con các bác. Đối xứng nhau nha các bác, phía dưới nó là đối một lượt sò y như thế này là phía dưới nó nha các bác. Và phía dưới một lượt như thế này có nghĩa là 5 con đó 10 con và phía dưới một bò là 20 con nha, 20 con xanh ke. Rất là mới, cực kỳ xuất sắc nha, máy bao zin tuyệt đối nha các bác. Các nào muốn sở hữu và đang chơi những dòng loa full RVL thì liên hệ cho em nha. Giúp những em này thì đồng combo đồng bộ và những con bao RVL được thiết kế ra để khai thác những cặp loa full của hãng rất là tuyệt vời. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác liên hệ trong qua hai số điện thoại trên. Giá thì em đang giao các bác là 14 triệu bao ship tận nơi nha. Chuyển khoản đủ thì bớt 200.000 là còn là 13,8 triệu. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 1-2 triệu là em ship hàng tận nơi nha. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Như là hàng lưu kho luôn nha các bác, còn các quai nha, còn quai JBL MVA 600. Em này các bác chơi vô tư full 40 hoặc là chơi sub. Đấy. Lên những cái model cao cấp này thì được trang bị cổng chơi sub và cổng chơi loa full Nutric và cổng loa bọc chuối đầy đủ cho các bác phía sau luôn nha. Đẹp keng nha các bác. Con này thì trong cái lô hàng lưu kho qua QC về. Quá mới nha, cực kỳ là xuất sắc luôn. Và giá là 12.500.000 nha các bác. 12.500.000 đã bao gồm phí ship. Đây, xe nguồn của em nó đây. Đây, Made in USA. Đây là những con hàng nòi của Mỹ nha các bác. Bên em làm hàng nòi Mỹ. Điện 100-120V. Các bác có thể sử dụng điện 220 nếu chuyển cầu qua. Bên em sẽ chuyển cầu điện cho các bác nếu các bác dùng điện 220 nha. Đây là cái phần cổng chơi sub Nutric này, nếu các bác chơi sub hơi. Con này các bác chơi sub 40-50V nha. Còn cổng này cổng Nutric, trạm loa Nutric LR. Các bác thích xài trạm loa mỏ chim hoặc là bắp chuối thì xài trạm này. Còn xài loa Nutric thì mình cắm vào trạm này được. Nói chung là có hai trạm loa và một trạm loa chơi sub này. Đây, có thái độ mới này. Chưa có dấu hiệu sử dụng, chưa trài trụi mới keng này cái trạm loa này. Đường tín hiệu vào là có ba lăng này. Tất cả ốc là sơn tròn, tranh tinh, quạt tản nhiệt. Cực kỳ êm nha các bác, đóng nắp lại là không bao giờ nghe tiếng quạt, là quạt nó quạt từ cực kỳ phê luôn. 12.500.000 nha các bác. Hậu sâu hậu của nó 6.45 nha, ngang là 48, cao con này khoảng 7cm. Nhận diện thương hiệu là rất là dễ dàng, nếu các bác để vào phòng khách thì quá tuyệt vời luôn. Khách khứa vào là thấy ngay rồi, thương hiệu JBL. Hai volume phía trước, đèn tia
Giá 12 triệu 5 bao ship nha, chị không đủ thì em bớt 200.000 còn 12 triệu 300. Được tặng kèm một bộ da ba lăng trị giá là 250.000. Sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Đây là bên trong nội thất của em nói nha các bác. Đây, cậu thấy mới keng không? Từ những cái tem mà nguyên nằm keng này. Đây nó được lưu kho trong những cái kho bên Mỹ các bác. Đây, cậu thấy này. Thì nó y chang cái con QXC X16 chỉ đỏ nha các bác. 8 từ lục nguồn, rất là lớn. Chạy 24 xo. Đây là phần chuyển cầu điện cũng như là phần nguồn, phần nhiệt, bo nhận thi đồ vào, phần tăng phô nguồn, đây keo tăng nhiệt, trên những con tăng phô các bác, đẹp keng xà beng luôn nha. Các bác mà đang chơi full JBL Bass 40 rồi các bác chơi con này là nghi cực phê luôn, không phải riêng dòng loa JBL rồi các bác. Nếu các bác có lo JBL thì mình chơi combo nó đẹp, nó hài hòa. Đôi chơi boss, chơi BMB, chơi full B3 vô tư hết. Đối với em này các bác chơi 2 full 30 nha. Chơi gia đình phòng 35 40 dương vô tư. Hoặc là chơi một full 30 kèm thêm một con sub đấy, tại vì nó có cổng chơi sub riêng kia. Cổng nó chỉ có hệ thống năng công suất để lên sub hơi đấy các bác. Em này 12 triệu 500 nha. Còn nguyên quai các bác, lâu lâu về hiếm nhưng còn có quai lắm nha. Còn quai luôn. Cực kỳ gấu và đẹp, trưng bày tuyệt vời. Em Chí xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.